các bạn. Báo Dân Trí chia sẻ, đi tìm dấu tích lăng mộ Vua Quang Trung là một thao thức của các nhà sử học Việt Nam từ lâu, đặc biệt là những nhà nghiên cứu Huế. Và tôi cũng không thể đứng ngoài sự thao thức ấy. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân thổ lộ về hành trình đi tìm một bí mật lịch sử chưa có lời giải đáp đã lấy hết nửa đời người của ông. Lăng mộ Hoàng đế Quang Trung và bí mật lịch sử chưa lời giải. Nguyễn Đắc Xuân và cuộc bén duyên với lăng mộ Hoàng đế Quang Trung. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, qua nhiều sử liệu xác thực, sau khi vua Quang Trung mất đột ngột, Nguyễn Ánh, vua Gia Long, vị vua đầu tiên triều Nguyễn 1802-1945 cuối cùng tại Huế, đã nắm chắc được những thông tin về nơi tọa lạc lăng mộ Quang Trung, nên khi lên ngôi đã quyết định quật mộ của vua Quang Trung, nấu chảy toàn bộ đồ tự khí bằng đồng của Tây Sơn, rồi đúc thành 9 khẩu thần công, nay đang trưng bày trước mặt Hoàng thành Huế. Hủy bỏ sách vở, tài liệu mang niên hiệu Quang Trung, Cảnh Thịnh, đổi tên những địa danh của anh em nhà Tây Sơn đã sống qua, hủy bỏ những nơi Tây Sơn đã sử dụng, rời đổi những trị sở Tây Sơn từng đi qua, còn gọi là tận pháp trừng trị. Nhà Tây Sơn, toàn bộ phong trào Tây Sơn đã bị trả thù một cách nghiệt ngã, từ đó những thông tin về lăng mộ, dấu tích của Quang Trung đã bị xóa sổ. Tuy nhiên, lịch sử vẫn là lịch sử, nó không chịu viết ra theo ý kiến của bất cứ ai, do đó những sử liệu của nhà Nguyễn có liên quan đến vấn đề này vẫn còn có những kẽ hở để chúng ta có thể tách ra được những thông tin cần thiết phục vụ cho việc đi tìm lăng mộ Quang Trung ở Huế. Ông Xuân bày tỏ, để tiếp cận được vấn đề này, trong hơn 30 năm qua, ông Xuân đã dùng hai phương pháp chính là săn tìm thông tin trong sử sách rồi khảo sát thực địa để tìm ra những điều khó hiểu, tập trung lại ở quanh chùa Thuyền Lâm, tên cũ Thiền Lâm, và Vạn Phước ở trên gò Dương Xuân, phường Trường An, thành phố Huế hiện nay. Ông là người đầu tiên khám phá ra những sự khó hiểu đó và liên quan đến cung điện Đan Dương và huyệt mộ vua Quang Trung. Bỏ ra hơn nửa đời người để giải mã những bí ẩn và vô số điều khó hiểu ở gò Dương Xuân. Việc nghiên cứu của ông thận trọng, dò dẫm, công bố từng bước và lắng nghe dư luận để kết luận một giả thiết với nhiều độ tin cậy cao, được nhiều đồng nghiệp, giới nghiên cứu đánh giá là có cơ sở. Thiết của ông Xuân là cung điện Đan Dương của vua Quang Trung nằm ở vùng phủ Dương Xuân thời cuối các chúa Nguyễn thuộc vùng gò Dương Xuân hiện tại. Khi vua Quang Trung băng hà thì lăng mộ nơi chôn cất nhà vua được đặt ngay trong cung điện để tạo sự bí mật trong thời điểm có nhiều thù trong giặc ngoài của vua. Có sau khi Nguyễn Ánh đánh thắng quân Tây Sơn và lên ngôi vua đã cho khai quật lăng mộ kẻ thù Quang Trung, đồng thời cố xóa hết toàn bộ dấu vết cung điện Đan Dương. Đi tìm dấu tích lăng mộ vua Quang Trung từ nửa đầu thế kỷ 20 là một thao thức của các nhà sử học Việt Nam. Đặc biệt là những nhà nghiên cứu Huế, là một người nghiên cứu Huế, tôi không thể đứng ngoài sự thao thức ấy. Ông Xuân thổ lộ về cuộc hành trình đi tìm một bí mật lịch sử chưa có lời giải đáp đã lấy hết nửa đời người của ông. Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho phép cấp giấy phép khai quật khảo cổ tại vùng gò Dương Xuân những ngày đầu tháng 10 năm 2016. Dưới sự chủ trì của Viện Khảo Cổ học, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế tìm dấu vết cung điện Đan Dương và lăng mộ Quang Trung đã minh chứng cho sự thành công của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân trong việc chứng minh giả thiết của mình.
câu chuyện Ly Kỳ truy tìm dấu vết cung điện Đan Dương và lăng mộ Hoàng đế Quang Trung được chúng tôi trân trọng tìm hiểu giới thiệu đến toàn thể bạn đọc. Tồn tại các kiến trúc đô thành Phú Xuân thời cuối các chúa Nguyễn. Cố đạo Jean Coller sinh năm 1711 ở Praha. Ông đến Nam Hà vào năm 1740 và được chúa Nguyễn Phúc Hoạt, tức Khoát, mời làm ngự y trong cung Nguyễn và rất được tin dùng. Sau đó, vì chủ trương không dùng người phương Tây của chúa Nguyễn, nên Jean Coller đã bị buộc phải rời Phú Xuân vào năm 1755. Ông sang Bồ Đào Nha gặp phải lúc thủ tướng Fombay không ưa dòng tên nên ông bị giam vào ngục. Trong cảnh tù tội, Jean Coller viết cuốn Nam Bộ Sử Ký. Trong cuốn sử ký quan trọng này, Jean Coller dành nhiều trang viết về dinh phủ thời võ vương Nguyễn Phúc Hoạt, Khoát như sau: dinh chúa xếp theo hình chữ khẩu, tường bọc ba lớp, có bảy cửa chính để đi vào, cửa đẹp hơn cả, hướng ra sông Hương, làm thành mặt tiền cho cả tòa phía trên có vọng gác. Ngoài chỗ ở ấy của chúa còn có ba cung điện khác nữa. Cung điện thứ nhì dùng làm cung điện mùa đông của chúa dựng lên ở bên kia sông. Ông Xuân nhấn mạnh chữ dựng lên ở bên kia sông đối với cung điện thứ nhì của chúa Nguyễn trong câu chuyện sau này. Ngoài những cung điện riêng của võ vương, sử sách còn cho biết chung quanh đô thành Phú Xuân, Huế còn có rất nhiều kiến trúc nổi tiếng khác mà linh mục Leopold de Caria đã nghiên cứu và ghi lại trong bài Những dinh phủ của các vua ở xứ Đằng Trong trước Gia Long, gồm hai ngôi điện Kim Hoa và Quang Hoa. Ba gác hay còn gọi là Cát, Diên Trì, Chiêu Dương và Quang Thiên. Bốn nhà hay còn gọi là Đường, Tự Lạc, Chính Quang, Trung Hòa và Di Nhiên. Năm 1774, Trịnh Quân chiếm Phú Xuân, Lê Quý Đôn vào làm quan ở Phú Xuân. Khi viết Phủ Biên Tạp Lục, Lê Quý Đôn đã hết lời ca ngợi cảnh quan, kiến trúc đô thành Phú Xuân lúc bấy giờ. Đâu đâu cũng đều là nhà lớn nguy nga, đài cao rực rỡ, vòng quanh bức tường thành, và các nhà tả vu, hữu vu đều có cửa trong cửa ngoài, thông ra bốn phía. Các điện đài đều được tô son, khắc chữ, vẽ tranh, trang hoàng, huy hoàng, nhân công đến như thế thật là cùng cực. Các ngôi nhà đều có nền bóng bằng phẳng, đều được lát gạch và lát đá cả. Nhưng ông cũng lên án quân Trịnh trong thời gian chiếm đóng Phú Xuân 1774-1786 đã phá dỡ phần gỗ nhiều kiến trúc đẹp để làm củi đốt. Nguyễn Huệ, Quang Trung, thời ở Huế có một cung điện chính ngoài đô thành Phú Xuân. Ông Xuân cho hay, tháng 6 năm 1786, Nguyễn Huệ đưa quân Tây Sơn từ Bình Định ra giải phóng đô thành Phú Xuân trong tay quân Trịnh. Lấy được đô thành Phú Xuân, nhưng Nguyễn Huệ không vào thành mà trú ở một nơi khác trước khi tiến quân ra Bắc diệt Trịnh Phủ Lê. Ông biết được việc này nhờ thông tin sau đây. Năm 1792, McCarthy được cử sang làm đại sứ của nước Anh tại Trung Quốc. Trong sứ đoàn có John Darrow, biết tiếng Trung Quốc, làm quản gia. Trong chuyến du hành vào những năm 1792-1793, sứ đoàn có ghé lại Đà Nẵng. Trong thời gian này, John Darrow khởi thảo cuốn Một chuyến du hành đến xứ Nam Hà trong các năm 1792-1793. Tại trang 251
cuốn bút ký hiếm hoi này, John Barrow cho biết: Nguyễn Huệ chưa đặt chân vào Huế phủ trước khi xua quân ra miền Bắc. Chuyện Nguyễn Huệ không vào đô thành Phú Xuân trước khi ra Bắc, phủ Lê diệt Trịnh, ta có thể hiểu được. Thứ nhất, hàng ngàn quan quân Trịnh vừa bị giết, xác chết chưa kịp chôn, thối tha, làm sao vào đó ở được. Thứ hai, qua nghiên cứu kinh thành Huế, nhà nghiên cứu Phan Thuận An cho biết đô thành Phú Xuân như giới thiệu trên được xây dựng trên một hòn đảo mà người phương Tây gọi là Vương Đảo. Vương Đảo được bao bọc bởi con sông Hương phía trước và sông Kim Long phía sau. Khai thác đặc điểm đó, hồi tháng 6 năm 1786, Nguyễn Huệ đã cho thủy quân áp sát chân thành mặt trước và cả mặt sau, đợi thủy triều lên, chĩa súng vào thành, diệt gọn đội quân mà chúa Trịnh đã đưa vào trấn giữ Phú Xuân. Sau khi hoàn thành sứ mệnh phủ Lê diệt Trịnh ở Bắc Hà, Nguyễn Huệ kéo quân trở lại Phú Xuân, đem theo nhiều của cải quý giá của Bắc Hà. Theo dõi tình hình ấy, trong một lá thư viết ngày 23 tháng 7 năm 1788 tại Phú Xuân, giáo sĩ La Parete cho biết, từ khi tân vương Nguyễn Huệ về Phú Xuân, ông ấy bận phòng ngự, ông đã cho xây cất một bức tường cao 6,48 mét xung quanh dinh ông. Hình như ông gấp lắm, ông bắt mọi người làm việc sáng đêm không nghỉ. Người ta nói rằng ông cho đặt súng đại bác chung quanh. Người ta còn nói ông xây tường hai bên sông chảy qua Phú Xuân và đặt súng đại bác ở đó. Người ta tin rằng ông làm như vậy vì ông sợ thủy quân của địch. Chính tại thành này ông đã cất số vàng bạc ông đã chiếm được ở Bắc Kỳ. Thông tin trong lá thư của La Bater, ông đã cho xây cất một bức tường cao 6,48 mét chung quanh dinh ông chứng tỏ trước khi xua quân ra Bắc Hà, Nguyễn Huệ đã có một dinh riêng. Dinh này không phải do quân đội Tây Sơn xây dựng vì mới ra Phú Xuân rồi kéo quân đi liền làm sao xây kịp, mà chính là một dinh cũ mà ông đã chọn ngay khi ra đến Phú Xuân. Thông tin này cho phép ta khẳng định Nguyễn Huệ đã có một dinh riêng. Sách Lê Quý Giật Sử của Bùi Dương Lịch 1757-1828, người cùng thời, viết rằng vào năm Kỷ Dậu 1789, sau khi Bắc Tiến đánh đuổi quân Thanh, Nguyễn Huệ thắng trận trở về, bèn định đô ở Phú Xuân, đắp thêm thành quách, mở rộng cung điện. Do Nguyễn Huệ không ở trong đô thành, không xem trọng đô thành Phú Xuân, vì từ lúc chưa lên ngôi, Nguyễn Huệ đã có quyết định rời kinh đô ra Nghệ An, thực hiện việc đắp thêm thành quách, mở rộng cung điện. Sau khi Nguyễn Huệ đã lên ngôi, lấy niên hiệu là Quang Trung và vừa đại thắng 29 vạn quân Thanh, trong khi chờ đợi ra Nghệ An, ông cho đắp thêm thành quách, mở rộng cung điện như trên để tương xứng với vị thế của một vị hoàng đế. Và Bùi Dương Lịch đã mách cho ta biết vua Quang Trung đã có một cung điện riêng, ông Xuân khẳng định. Lăng mộ hoàng đế Quang Trung và bí mật lịch sử chưa lời giải. Tiếp theo, lên ngôi vua được 3 năm thì Quang Trung mất. Triều đình rối ren dẫn đến triều Nguyễn Ánh đã đánh thắng triều Tây Sơn. Toàn bộ dấu vết Quang Trung Tây Sơn bị xóa sạch. Lăng mộ vua Quang Trung chôn ở đâu hiện vẫn là một câu hỏi hóc búa. Vua Quang Trung mất tại cung điện của ông và được giữ bí mật đến 2 tháng. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân cho hay, dựa trên nhiều nguồn tài liệu như Biên niên lịch sử cổ Trung Đại Việt Nam, Viện Sử học, Văn học Tây Sơn, trích lại của Nguyễn Lộc, Đại Nam chính biên liệt truyện, Quốc sử quán triều Nguyễn, Tây Sơn thuật lược, Vô danh thị,
những khám phá về Hoàng đế Quang Trung, Đỗ Bang, La Sơn Phụ Tử, trích lại của Hoàng Xuân Hãn, triều đại Quang Trung dưới mắt các nhà truyền giáo Tây Phương, Đặng Phương Nghi, Đại Nam Thực Lục Chính Biên. Sau khi lên ngôi, vua lấy niên hiệu Quang Trung, vua đã gặp nhiều biến cố. Cụ thể cuối năm 1790, vua Quang Trung đòi nhà Thanh phải trả lại đất Sáu Châu thuộc Hưng Hóa đã bị nhà Thanh chiếm, nhưng nhà Thanh đáp cương vực đã ổn không thể thay đổi. Năm 1791, bà Chính Hậu họ Phạm, người được vua Quang Trung sủng ái nhất, mẹ đẻ của Thái tử Quang Toàn mất, nhà vua đau xót đến phát điên. Trong gia đình anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ mâu thuẫn gay gắt, Nguyễn Nhạc sẵn sàng đem quân ra Phú Xuân khuất phục Quang Trung. Nguyễn Ánh ở Gia Định lúc bấy giờ đã nắm được thời cơ ấy, đích thân chỉ huy Nguyễn Văn Trương, Nguyễn Văn Thành dẫn 128 chiến thuyền bất ngờ tiến công lực lượng thủy quân hùng mạnh của Nguyễn Nhạc ở cửa biển Thị Nại, Quy Nhơn. Toàn bộ ghe và khí giới của Nhạc bị đốt cháy, bị phá hủy hoặc bị cướp đi. Sau cuộc bị tấn công chớp nhoáng ấy, binh đội và nhân dân Quy Nhơn, Quảng Ngãi rất nao núng và cho rằng họ đã đụng phải thần binh. Đó là những mối bận tâm làm cho vua Quang Trung mất ăn mất ngủ. Đối phó với tình hình quá căng thẳng ấy, vua Quang Trung đã ngã bệnh. Khi biết mình không thể qua được, ông cho mời hai trọng thần là Trần Quang Diệu và Trần Văn Kỷ đến bên giường bệnh dặn dò mọi lẽ. Vua Quang Trung nói, khi ta thác rồi, việc chôn cất phải sơ sài trong một tháng cho xong mà thôi. Bọn ngươi phải phò thái tử, sớm rời về Vĩnh Đô, Nghệ An để khống chế thiên hạ. Nếu không như thế, thì binh Gia Định đến, bọn ngươi không có chỗ chôn. Vào ngày 16 tháng 9 năm 1792, sau 3 năm lên ngôi, thì vua Quang Trung đã băng hà. Tuy nhiên, cái chết của vua được giữ bí mật hơn 2 tháng do những thế lực từ nhiều phía mà Quang Trung phải đương đầu. Phía Bắc là nhà Thanh, phía Nam là quân Gia Định của Nguyễn Ánh, các thừa sai Thiên Chúa Giáo ở cách cung điện của ông vài cây số và cả với âm mưu tranh giành quyền lực với Nguyễn Nhạc ở Quy Nhơn. Sợ sẽ nhân lúc rối ren để tấn công triều đình Tây Sơn. Sau 2 tháng lo tang lễ, chuẩn bị lực lượng đối phó với các thế lực trong Nam ngoài Bắc, triều Quang Toản thông báo cho thần dân được biết vua Quang Trung đã băng hà để chăm họ triệu tang, đồng thời cử sứ đoàn Ngô Thị Nhậm sang Trung Quốc báo tang. Ngày vua Quang Trung mất, tăng thêm 2 tháng, nơi an táng vua Quang Trung báo với nhà Thanh là ở Linh Đường, nay thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội. Lăng mộ Quang Trung được chôn ngay tại cung điện vua ở có tên Đan Dương. Muốn cho khỏi bị nhà Thanh khiển trách, càng về sau, triều Quang Toản càng phải giữ bí mật nơi an táng thi hài của vua Quang Trung. Hơn nữa, địa điểm nào ở Phú Xuân lúc ấy có thể giữ được bí mật quốc gia ấy? Phải chăng chỉ có những nơi cung điện xưa nay ít dành cho vua, ít người được đặt chân đến và trong tương lai cũng không được biết đến mới đạt được yêu cầu bí mật ấy thôi? Theo Nguyễn Đắc Xuân, thông thường một đám tang vua có hai sự việc không thể giữ bí mật. Một là đoàn đưa tang từ cung vua đến nơi táng vua, không thể cấm thần dân đứng dọc đường chiêm bái vua. Hai là nơi táng vua sẽ dựng lên bao nhiêu kiến trúc để cho hàng trăm người ăn ở thờ phụng, bảo vệ lăng làm sao giữ bí mật được. Do đó, triều Quang Toản, con vua Quang Trung muốn giữ được bí mật tuyệt đối thì không được đưa tang vua Quang Trung ra khỏi cung điện nơi ông vừa qua đời và táng vua ngay trong khuôn viên cung điện của ông, nơi ngoài gia đình và những quan lại thân cận mới được tới lui, từ đó cung điện của ông trở thành lăng mộ của ông. Một dấu tích cực kỳ quan trọng thuộc dạng điểm nhấn trong cuộc tìm kiếm của ông Xuân là dựa vào thông tin Ngô Thị Nhậm, quan thượng thư bộ binh của vua Quang Trung,
ghi một lời ở dưới bài thơ. Theo đó, trong bài thơ Cảm Hoài, khi năm 1792, Ngô Thị Nhậm sang Trung Quốc báo tang, vua Quang Trung và cầu phong cho vua Cảnh Thịnh, ở câu 8 bài thơ: Đan Dương cung điện Nhật Tam Thu, trông về cung điện Đan Dương một ngày coi bằng ba thu. Tác giả đã chú thêm một thông tin cho cụm từ cung điện Đan Dương ở dưới là cung điện Đan Dương là Sơn Lăng Phụng chứa Bảo Y Tiên Hoàng ta. Nhờ Ngô Thị Nhậm nên chúng ta biết được cung điện của vua Quang Trung tên là Đan Dương. Sau khi vua Quang Trung mất, được triều Quang Toàn giữ bí mật táng vua ngay trong cung điện. Từ đó, cung điện Đan Dương trở thành Lăng Đan Dương. Ông Xuân đặt giả thiết chính cho cuộc tìm kiếm hơn 30 năm của ông về lăng mộ vua Quang Trung và cung điện Đan Dương. Sau này, xoay quanh chữ Đan Dương có rất nhiều giả thuyết. Ông Xuân minh chứng là có tên một cung điện Đan Dương của vua Quang Trung. Nguyễn Ánh vì 9 đời mà trả thù, toàn bộ dữ liệu về vua Quang Trung Tây Sơn gần như biến mất. Hai mươi bốn năm nằm gai nếm mật chống phong trào Tây Sơn, khi Nguyễn Ánh khôi phục được Phú Xuân, ông trả thù phong trào Tây Sơn một cách nghiệt ngã. Ông Trần Đại Vinh, Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế cho biết, trong bài chiếu làm lễ hiến phù, vua Gia Long đã tuyên bố chấm vì 9 đời mà trả thù. Chính sử triều Nguyễn đã ghi về việc quật phá lăng mộ vua Quang Trung của Gia Long. Bên cạnh đó, các lăng mộ của gia tộc Tây Sơn ở Nghệ An và Quy Nhơn đều bị khai quật, hủy phá đến mức chỉ trơ hố huyệt sâu, khiến người sau phải gọi là giếng huyệt. Ông Xuân cho hay, sách Đại Nam Thực Lục Chính Biên của Quốc Sử Quán Triều Nguyễn, Đệ Nhất Kỳ, Quyển 15, trang 26A cho biết, tháng 11 Tân Dậu 1801, Nguyễn Ánh đã cho phá hủy mộ giặc Tây Sơn Nguyễn Văn Huệ, bổ xăng, tức hòm, phơi thây bên đầu ở chợ. Điều đó chứng tỏ lăng mộ vua Quang Trung chỉ còn dấu tích chôn sâu dưới đất, không còn hòm, không còn xương cốt, đầu lâu. Quốc Sử Quán Triều Nguyễn dành trọn quyển 30 trong Đại Nam Liệt Truyện sơ tập viết về phong trào Tây Sơn. Sách đã ghi lại việc các lãnh tụ phong trào Tây Sơn đã bị trả thù như thế nào. Cuối quyển 30, sách tóm lược những việc vua Thế Tổ Gia Long đã tận pháp trừng trị nhà Tây Sơn như thế nào, trang 55B quyển viết: Thị Đông xa giá hoàn kinh, cáo miếu hiến phù, tận pháp trừng trị, quật phá nhạc huệ mộ, đào khí hài cốt, u kỳ đầu vu ngục thất, cải Tây Sơn ấp viết an, Tây ấp dịch. Mùa đông ấy 1801, xa giá của Thế Tổ trở về kinh đô Phú Xuân, báo cáo ở tông miếu và dâng hiến tù binh tội phạm Tây Sơn đều bị giết để trừng trị, đào phá mộ của Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, giã nát và đổ bỏ, nhốt sọ đầu vào nhà ngục, đổi tên ấp Tây Sơn gọi là ấp An Tây. Đoạn sử cho biết con người liên quan với phong trào Tây Sơn đều bị giết, lăng mộ bị quật phá đổ bỏ và cái tên quê hương Tây Sơn cũng bị đổi thành An Tây. Việc đổi tên địa danh liên quan đến phong trào Tây Sơn cũng bị đổi. Ví dụ phủ Quy Nhơn đổi thành phủ Bình Định. Ngoài ra, toàn bộ sách vở, tài liệu của thời Tây Sơn bị hủy bỏ. Các đồ tự khí bằng đồng bị nấu chảy để đúc thành đồ đồng thời Nguyễn. Rời đổi những trị sở mà Tây Sơn đã từng đi qua. Chính vua Quang Trung mất trong thời kỳ độ tuổi sung mãn nhất 40 đã làm cho triều đại của ông xuống dốc và đi đến chỗ cáo chung, phong trào Tây Sơn đã bị trả thù một cách nghiệt ngã.